nha. Bữa nay mình sẽ review cái điện thoại mới mua của mình nha các bạn. Các bạn theo mình coi cái điện thoại của mình nha. Bây giờ mình sẽ lấy đèn đặt hộp nha các bạn. Đây là hiệu Vivo nha các bạn. Nó tặng một cái ốp lưng nha. Đây là dây sạc nha các bạn. Đây là cục sạc. Đây ba mắt nha các bạn. Hiệu Vivo nha. Màu xanh dương nha. Giờ mình sẽ mở lên thử nha. Mình lấy cái sách hướng dẫn ra các bạn ơi. Thông tin quan trọng và thẻ bảo hành. Đây là thẻ bảo hành nha các bạn. Đây là sổ tay hướng dẫn sử dụng. Đây là cái ốp lưng nó tặng nha. Thì mình sẽ bỏ vô nha. Video này kết thúc nha các bạn ơi. Các bạn xem hay nhớ like, đăng ký kênh cho mình nha.